hỏi luôn. Mình có câu thắc mắc. Cái chỗ không bay buồn. Ngày xưa nghĩ ra cái tỏi của mấy mẹ phụ Mỹ kẹp thấy nó bay. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour tout. Merci, monsieur. Nói thoải mái. Bên kia Bức Tường chính là cái vô đình đông. Ngày mai mình đi, kia vô đình đông sẽ đi đi đường kia, ngày mai mình đến sau. Bây giờ quý vị có khoảng 20 phút, chúng ta vào bên này, nữ bên này, nam bên này quý vị nhé. Nam hay nữ thì không cần biết, tuy nhiên nữ thì vào bên này không có đội mũ. Nam qua bên này có cái mũ màu trắng trắng đó, lôi cái nón này ra, đổi cái nón người ta vào. Xin biết tiếng phốt, thì khó không được, biết tiếng phốt. Rồi quý vị nè, cái điểm gặp nhau ở đây này, quý vị thấy cành cầu dài nữa không? Rồi thì gặp nhau trở về nhé. You will see them. Rồi xin mời quý vị lên vào, tại vì bên nam nó có cái lợi thế, bên nam nó có cái ưu quyền của những người bên do thầy giáo. Chỗ nào người ta hẹn năm sau được đâu? Thì đối người ta toàn bộ những cái thứ gì người ta mong muốn, người ta đều nói Bức Tường này bởi vì người ngàn xưa ông cha ta đã hào hùng như vậy, đã quá khứ là hùng mạnh như vậy, là bây giờ con dân phải đi khắp nơi thì ta có thể khắp nơi đố thường quay lại đây mà quay lại đây một từ vườn để mà rồi lại cái nón mà tôi đi cho luôn nè, không, sao đội không rơi, sao không rơi, tìm cái kẹp, tìm lấy cái kẹp ở trong cái đống đó. So empty place, the lucky name. Thank you.
what we're going in? Mega. Làm luôn cách đây mấy tháng đó, hai ba tháng, hai ít nhất là hai tháng rồi. Bầu hoạt động hệ thống nhà phá.